Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 8 giờ 22 phút giờ ở tiểu bang Nevada, thành phố Las Vegas. Bữa nay ngày 10 tháng 4 năm 2024, tôi có mặt ở tại thành phố Las Vegas để lo chuyện Phật sự đám giỗ thường niên của một đệ tử. Và giống như tôi hứa ngày hôm qua ở tại đất Phật Đảnh Tôn Thắng, tôi sẽ có bài pháp vào lúc 8 giờ. Bây giờ là 8 giờ 22 phút, tôi trễ đi hết 22 phút. Thì trong chương trình bữa nay tôi mở email, thấy có một số người ta đặt câu hỏi về Phật pháp. Cho nên trước khi tôi đọc những câu hỏi này thì tôi sẽ mời tất cả quý vị ngồi ở trong cái ngôi gia của Phật tử tôi ở tại Las Vegas, niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cầu sự gia bị cho con Tỳ Kheo Thích Thông Lai lên pháp tòa trả lời những câu hỏi về Phật pháp, trả lời đúng ý Phật tổ để cho Phật tử có cái tà kiến trở thành chánh kiến. Mời quý vị cùng niệm Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay, tôi xin đọc cái câu hỏi của một nhóm Phật tử ở tại một ngôi chùa ở Sài Gòn mà tôi tạm không nói tên. Thì cái nhóm Phật tử này đi tu học và được một số vị giảng sư ở Việt Nam. Họ nói rằng trên vũ trụ này chỉ có một Đức Phật duy nhất là Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Không có Phật nào hết, không có Phật Di Đà, không có bất cứ một vị Phật nào hết. Chỉ có, mà kể cả Đức Phật Di Lặc cũng không có, cho nên làm cho Phật tử hoang mang. Thành ra bây giờ tôi đọc cái mail. Bạch Thầy, chúng con là một số Phật tử đang ở Sài Gòn. Chúng con đi tham dự những khóa tu học ở trong nước tổ chức. Có những vị giảng sư thuộc về Phật giáo Nguyên Thủy. Họ lên pháp tòa, họ nói rằng trong vũ trụ này chỉ có một vị Phật duy nhất là Phật Thích Ca Mâu Ni và không có một vị Phật nào khác, kể cả không có đương lai hạ sanh Như Lạc Tôn Phật. Xin Thầy khai thị vấn đề này cho rõ, để hàng Phật tử sơ cơ chúng con không bị tà sư thuyết pháp đưa chúng con vào con đường tà kiến. Nha. Thì trong này nó có nhiều vị tôi cũng biết là bỏ trên mạng nói chỉ có một Phật, không có Quan Âm, không có gì hết, chỉ có Phật Thích Ca. Thì quý vị nhớ vị này hoàn toàn là không có học Phật Pháp. Nếu vị giảng sư mình giảng như vậy là không có học Phật Pháp. Vị Đức Phật Thích Ca, Ngài nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Và Ngài thành Phật, cái ngày đầu tiên mà Thầy phát hiện ra lạ quá, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh mà tại họ không nhận ra. Và Đức Phật nói rằng ta là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành. Thì như vậy những người mà đã chứng quả A-la-hán trong thời kỳ Đức Phật đâu phải chỉ nằm A-la-hán hoài đâu. Họ sẽ tiến lên A-la-hán, lên tới Bồ-Tát và cuối cùng họ sẽ thành Phật. Như vậy người nào mà nói rằng trên vũ trụ này chỉ có mình Đức Phật Thích Ca, người đó hoàn toàn không hiểu về cái vũ trụ quan thế giới. Đức Phật Thích Ca này xuất hiện ở cái quả địa cầu này, danh từ chuyên môn của nhà Phật gọi là Nam Diêm Phù Đề. Trong cái cõi Nam Diêm Phù Đề này là một cái trái đất của chúng ta đang ở đây, có loài người. Mà theo cái nhà khoa học thì dùng danh từ của khoa học là Thái Dương Hệ, tiếng Mỹ gọi là Solar System. Trong một Thái Dương Hệ này có một mặt trời và nhiều hành tinh quay xung quanh.
Cho nên phi thuyền của các nhà khoa học gia NASA và các Âu Châu, họ chỉ đáp được trên mặt trăng là cái vệ tinh gần nhất, và đáp lên sao Hỏa là một cái hành tinh cách chúng ta 8 tháng dưới tốc độ bay là 20.000 mai 1 giờ, phải bay 8 tháng. Và còn những hành tinh khác như là coi như Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh, Hải Dương Tinh, vân vân. Thì Đức Phật nói với cái chứng quả của Ngài, Ngài dùng Phật nhãn, Ngài thấy ở trong tiểu thế giới này rồi có mặt trời và các bộ châu. Phật không dùng danh từ là quả tinh, mộc tinh, mà Phật nói có trong cái thái dương hệ này, một tiểu thế giới này có nhiều hành tinh quay xung quanh mặt trời, có nhiều mặt trăng, và trong đó có bốn trái có loài người. Nhưng mà tại sao tới giờ này khoa học chỉ chứng minh rằng trong cái thái dương hệ chúng ta chỉ có một cái trái địa cầu là có đủ điều kiện cho loài người sinh sống? Theo cái nhìn của các khoa học gia, ở loài người này một cái trái địa cầu mà có điều kiện sinh sống là phải có đất, có nước, có gió, có lửa. Cái quả địa cầu chúng ta là cái hành tinh duy nhất trong cái thái dương hệ này có nước. Nước là nguồn gốc của sự sống. Và ở trên mặt trăng là một hành tinh có đất nhưng mà không có không khí và không có nước, cho nên họ nói là không có sự sống. Rồi những phi thuyền không gian không người lái đáp trên quả tinh, người ta cũng thám hiểm rằng quả tinh hiện tại là một hành tinh khô khan, mặc dù quỹ đạo và ngày đêm của nó quay gần giống như là cái quỹ đạo của địa cầu nhưng mà không có nước. Nhưng mà đối với kinh Phật thì Phật nói ở trong cái tiểu thế giới thái dương hệ này nó có những loài chúng sanh, thai sanh, quá sanh, thấp sanh và nõn sanh. Có những chúng sanh được cấu tạo bằng đất, nước, gió, lửa gọi là thai sanh. Có những loài chúng sanh quá sanh thì không cần đất, nước, gió, lửa. Cho nên có những chúng sanh mà họ ở những cái quả địa cầu, chúng ta là ở phía nam thì gọi là Nam Thiền Bộ Châu, ở ngược lại phía nam, ở phía bắc chúng ta có Bắc Cô Lô Châu. Chúng sanh ở loài đó là loài quá sanh, họ chỉ sống bằng coi như là cái tâm thức và địa đại và thức đại cộng với nghiệp đại, họ không phải là đất, nước, gió, lửa, cho nên chỉ có mặt của con mắt Đức Phật nhìn ra. Cho nên quý vị hiểu rằng khi mình nói về Phật pháp, chúng ta phải biết rằng Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, và ta là Phật đã thành và chúng sanh sẽ là Phật sẽ thành. Cho nên Phật dùng danh từ trong Kinh Pháp Hoa gọi là hằng hà sa số thế giới. Và Đức Phật cũng nói rằng hằng hà sa số chư Phật. Cho nên vị thầy này mà giảng như vậy hoàn toàn ông này không hiểu đạo và ông này là tà kiến. Cho nên vì Phật nói chúng sanh đều có Phật tánh, đều có khả năng thành Phật, mà chúng ta không nhận ra Phật tánh thì chúng ta là chúng sanh, mà chúng ta nhận ra Phật tánh chúng ta là Phật. Cho nên cái điểm đầu tiên mà thầy muốn nói, riêng trong cái quả địa cầu này không đó, bây giờ khoa học gia họ nói là trong một cái dải ngân hà, là một cái universal theo tiếng Mỹ đó, nó có hàng tỷ cái thái dương hệ giống như mặt trời chúng ta. Mà Đức Phật nói mỗi một cái tiểu hành tinh, một cái thái dương hệ này, một cái solar system này là có một vị Phật. Mà riêng cái quả địa cầu chúng ta, cái thái dương hệ này đã từ khi Đức Phật đầu tiên mà cái quả địa cầu này thành lập cách đây là 4,5 tỷ năm. Trong một lộ trình 4,5 tỷ năm nó đã có 7 vị Phật xuất hiện trên cái quả địa cầu này, trong cái tiểu thái, trong cái thái dương hệ này. Thì như vậy nó có hàng tỷ cái thái dương hệ thì có hàng tỷ vị Phật đã xuất hiện. Nội cái thái dương hệ này, cái tiểu thế giới này, mặt trời và những hành tinh 7-8 hành tinh mà đã có 7 vị Phật ra đời. Tôi nói cho quý vị biết, vị Phật đầu tiên khi mà trái đất này thành lập cách đây 4 tỷ rưỡi năm, cái Phật đầu tiên mà xuất hiện ở cái quả địa cầu này gọi là ta bà thế giới, là quá khứ tỳ bà thi Phật.
Ngài đã nhập Niết Bàn cách đây 91 kiếp. Thời gian Ngài xuất hiện, quả địa cầu này mới thành lập, cho nên không bị ô nhiễm. Loài người là từ các cõi trời hết phước rớt xuống, cho nên hạt lúa, hạt gạo rất là to lớn. Loài người thời đó không có sống bằng những cái hóa chất, cho nên cái tuổi thọ của trái đất lúc đó là cao. Lúc đó khi Đức Phật quá khứ Tỳ Bà Thi xuất hiện ở quả địa cầu này, lúc quả địa cầu được thành lập và cách đây 81 kiếp, Ngài thọ 80.000 tuổi, tương đương với Đức Phật Di Lặc. Phật Di Lặc sau khi mà Phật pháp của Đức Phật Thích Ca diệt hết, trong kinh Di Lặc Hạ Sanh có nói lúc đó loài người sống tới 80.000 tuổi, tụi con có nghe không? Và con gái 500 tuổi mới lập gia đình. Thì cái thời kỳ này chúng ta thầy nói về cái chu kỳ của Phật Di Lặc rồi đi. Cái chu kỳ trái đất mình á, nó đi cái kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại và kiếp diệt. Trong 4,5 tỷ năm thành lập thì nó có hai kiếp là kiếp thành và kiếp trụ. Tới thời Đức Phật Thích Ca mà nhập diệt mà không còn giáo pháp, không còn biết gì kinh Phật đó, là nó bước qua thời kỳ Đức Phật Di Lặc và kêu là kiếp hoại. Và trước khi kiếp hoại thì nó bùng lên, rồi người sống tới 84.000 tuổi và bắt đầu mất, mỗi 100 năm mất một tuổi, cho tới xuống còn 80.000 tuổi thì Phật Di Lặc xuất hiện ở trong kiếp hoại. Và sau khi Phật Di Lặc xuất hiện rồi đó, từ đó 4,5 tỷ năm đi tới quả cầu bị đầu này quay diệt thì có lại 7 vị Phật nữa xuất hiện. Nha, cái chu kỳ thứ hai. Thì bây giờ cách đây mà khi quả địa cầu vừa thành lập cách đây 4,5 tỷ năm, vị Phật đầu tiên là quá khứ Tỳ Bà Thi Phật. Ngài đã nhập Niết Bàn cách đây 91 kiếp, Ngài thọ 80.000 tuổi. Khi Ngài thành Phật, Ngài có mở ra ba pháp hội. Giống như Phật Di Lặc tương lai, Ngài có ba pháp hội. Pháp hội đầu độ được bao nhiêu người chứng A-la-hán, pháp hội thứ hai độ được bao nhiêu người A-la-hán, và pháp hội thứ ba độ được bao nhiêu, tụi con đã đọc kinh Di Lặc Hạ Sanh rồi. Thì Ngài quá khứ Tỳ Bà Thi Phật, khi quả địa cầu này được thành lập đầu tiên cách đây khoảng 4,5 tỷ năm, thì Ngài được gọi là cái kiếp 91 và Ngài thọ 80.000 tuổi. Khi Ngài thành Phật, Ngài mở ba pháp hội. Pháp hội lần thứ nhất, Ngài độ được 60.000 vị tăng ni chứng quả vị A-la-hán, nhiều không cái gì. Lần thuyết pháp đầu tiên, Ngài độ được 60.000 tỳ kheo ni chứng quả vị A-la-hán. Qua pháp hội lần thứ hai, Ngài độ được 10.000 tỳ kheo ni đắc quả A-la-hán. Qua tới pháp hội kỳ thứ ba, Ngài độ được 7.000 tỳ kheo ni đắc quả A-la-hán. Thì bây giờ thầy phân chia Phật quá khứ Tỳ Bà Thi, Ngài cũng có chánh pháp. Pháp hội đầu tiên là kêu là chánh pháp, Ngài độ được 60.000 tỳ kheo, tỳ kheo ni chứng quả A-la-hán. Thời chánh pháp người ta dễ chứng quả không quý vị? Dễ. Tới thời kỳ tượng pháp của Đức Phật quá khứ Tỳ Bà Thi, Ngài mở một cái pháp hội, nhưng mà Ngài độ chỉ được có 10.000 vị tỳ kheo ni chứng quả A-la-hán. Qua tới thời kỳ mạt pháp của Đức Phật quá khứ Tỳ Bà Thi, khi pháp sắp diệt, trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài độ được một lần cuối là có được 7.000 tỳ kheo đắc quả A-la-hán. Và sau đó không còn ai biết tới kinh điển của Đức quá khứ Tỳ Bà Thi Phật, kêu là mạt pháp. Trải qua một thời gian dài tới mấy trăm ngàn năm thì bắt đầu có vị Phật thứ hai ra đời. Sau khi Ngài quá khứ Tỳ Bà Thi Phật đã hoại diệt, thì có vị Phật thứ hai ở cái thái dương thể này, trên cái quả địa cầu này, là Thi Khí Phật. Thi Khí Phật, Ngài sanh ra đời vào cái kiếp thứ 31, Ngài thọ mạng của Ngài là 70.000 năm. Hồi nãy cái vị mà Tỳ Bà Thi Phật thì 80.000 tuổi, qua trải qua mấy trăm ngàn năm, mấy trăm triệu năm, thì cái thọ mạng loài người cứ mỗi 100 năm mất một tuổi, kéo dài cho tới khi mà Ngài vị Phật thứ hai là Thi Khí Phật. Ngài xuất hiện ở kiếp thứ 31,
Lúc đó thọ mạng của Ngài và nhân loại là được 70.000 năm. Ngài có ba cái thời kỳ chánh pháp. Ngài giảng trong pháp hội thứ nhất, Ngài độ được 10.000 tỳ kheo đắc quả A-la-hán. Tới thời tưởng pháp, pháp hội thứ hai, Ngài độ được 8.000 tỳ kheo đắc quả A-la-hán. Tới pháp hội mạt pháp, pháp sinh chánh nhất của Đức Phật, Thi Khí Phật, Ngài độ được 7.000 tỳ kheo đắc quả A-la-hán. Và sau đó Phật pháp của Thi Khí Phật đi vào hoại diệt, và không còn ai biết những cái bài pháp mà do Thi Khí Phật giảng. Trải qua một thời gian vài triệu năm thì có một vị Phật thứ ba xuất hiện ở tại cái Nam Di Phù Đề này, ở cái tiểu thế giới này, là Tỳ Xá Phụ Phật. Ngài xuất hiện cũng vào cách đây 31 kiếp. Thọ mạng loài người lúc đó là 60.000 tuổi. Giờ không có gì. Từ vị quá khứ Tỳ Bà Thi là 80.000 tuổi, tới vị Thi Khí Phật còn 60.000, và tới ngày thì 70.000, tới ngày Tỳ Xá Phụ Phật thì còn lại 60.000 tuổi. Pháp hội thứ nhất thời kỳ chánh pháp, Ngài độ được 80.000 tỳ kheo ni chứng quả A La Hán. Qua tới thời kỳ tưởng pháp, Ngài độ được 70.000 tỳ kheo ni đắc quả A La Hán. Qua tới thời kỳ mạt pháp, Ngài độ được 60.000 tỳ kheo đắc quả A La Hán. Và tới thời kỳ này nó kéo dài tới vài triệu năm, và không còn ai biết tới Đức Phật thứ ba này. Và sau đó lại có một Đức Phật thứ tư xuất hiện tại cái cõi Nam Diêm Phù Đề này. Lúc đó là tuổi thọ của quả địa cầu vào khoảng được 3 tỷ năm, 3 tỷ năm từ khi thành lập, bây giờ mình là 4 tỷ rưỡi rồi. Thì có Đức Phật thứ tư là Câu Lưu Tôn Phật xuất hiện, nằm ở kiếp thứ 6 trong cái hiện kiếp này. Lúc đó thọ mạng của Đức Phật thứ tư này chỉ có 4 vạn tuổi, còn có 4 vạn tuổi. Trong suốt cuộc đời hoằng pháp của Ngài, thời kỳ chánh pháp, Ngài thuyết pháp độ được 40.000 tỳ kheo chứng quả A-la-hán. Tới thời kỳ tưởng pháp và mạt pháp, không có ai chứng quả A-la-hán nữa. Từng độ căn cơ chúng sanh mỗi ngày một thấp. Chánh pháp thì độ được 40.000 tỳ kheo. Qua tưởng pháp họ có người chứng quả, nhưng mà chứng quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A-la-hàm hoặc là chư thiên, không có người chứng A-la-hán nữa. Và kéo dài cho tới kỳ mạt pháp thì lúc đó quả địa cầu đã được 3,5 tỷ tuổi. Tới thời kỳ đó không còn ai biết tới cái Phật pháp của thứ tư là Câu Lưu Tôn Phật. Thì tới thời kỳ này xuất hiện một vị Phật thứ năm gọi là Câu Na Hàm Mâu Ni. Lúc đó Ngài xuất hiện vào tự kiếp thứ 7, Phật thọ được 30.000 tuổi, dân chúng cũng thọ được 30.000 tuổi. Trong suốt cuộc đời hoằng pháp của Ngài, chánh pháp độ được 20.000 tỳ kheo chứng quả A-la-hán. Tưởng pháp độ được 10.000 tỳ kheo chứng A-la-hán. Mạt pháp độ được 5.000 tỳ kheo chứng A-la-hán. Tới thời gian này quả địa cầu đã lên tới 3,5 tới gần 4 tỷ năm tuổi. Tới thời kỳ không còn ai biết được vị Phật thứ năm này là ai, Phật pháp mất hết. Và tới thời kỳ đó có Phật Ca Diếp ra đời là vị Phật thứ 6. Trong cái thời kỳ này nhân loại chỉ còn thọ được 20.000 tuổi. Và Đức Phật trong suốt thời kỳ hoằng pháp của Ngài, chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp gồm lại chỉ độ được 20.000 người chứng được A-la-hán. Cho tới khi thọ mạng nhân loại còn có 100 tuổi, tuổi thọ của quả địa cầu đã được 4,5 tỷ là thời kỳ chúng ta. Khi đó giáo pháp của Phật Ca Diếp đã hoại diệt hết.
Những tỳ kheo mà gồm có 20.000 tỳ kheo chứng quả thì họ đi vào cõi Niết Bàn. Họ trở thành những vị Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc, ở thế giới của Đông Phương, thế giới Bắc Phương. Còn lại những tỳ kheo mà tu Lơ Mơ La Má thì đầu thai vào làm đệ tử của Phật Thích Ca, trở thành ra những người sau này. Trong đó chúng ta là một trong những người đó thực hiện cái giới Phật đó nha. Đức Phật Thích Ca xuất hiện khi cái thọ mạng của địa cầu lúc đó được 4,5 tỷ là thời bây giờ. Thọ mạng của loài người khi Đức Phật Thích Ca xuất hiện, có người sống tới 80, có người sống 120, cho nên tuổi thọ trung bình là 100 tuổi. Ngài A Nan sống tới 120, nhưng mà Đức Bổn Sư có 80, cho nên tuổi thọ loài người lúc đó còn 100 tuổi. Cứ 100 năm mất đi 1 tuổi. Bây giờ Đức Phật nhập diệt 2600 năm. Tuổi thọ trung bình của loài người bây giờ là 74 tuổi. Đúng không tụi con? Cho nên khi Đức Phật Thích Ca xuất hiện ra đời, loài người sống được có 100 tuổi. Trong suốt thời kỳ hoằng pháp của Đức Phật 49 năm, thời kỳ chánh pháp, Đức Phật độ được 1250 vị chứng A-la-hán. Tụi con so với những vị Phật trước mấy chục ngàn, tại vì cái thọ mạng của Đức Phật dài lâu. Ngài sống tới mấy chục ngàn năm, cho nên Ngài có thời kỳ hoằng pháp dài. Và tỳ kheo lúc đó sống rất dài, cho nên họ có thời gian tu hành dài. Còn bây giờ cái thời kỳ Phật Thích Ca xuất hiện vào cái đời này, khi quả địa cầu đã được 4,5 tỷ tuổi. Và thời kỳ này là kiếp hoại, bão lụt, thiên tai, động đất, sóng thần, chúng sanh thì ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược. Cho nên đời này là cái đời mạt pháp. Thời Đức Phật Thích Ca xuất hiện, trong 500 đầu tiên khi Ngài còn tại thế kêu là chánh pháp, có 1250 vị đại A-la-hán. Khi Phật nhập diệt qua thời kỳ trưởng pháp, từ năm Ngài bắt đầu nhập tịch cho tới 501, cho tới 1000 năm, có được 500 vị chứng quả A-la-hán. Qua tới thời kỳ mạt pháp là bây giờ, là sau khi Phật nhập diệt được 2600 năm, chúng ta đi vào mạt pháp 600 năm. Trong thời gian này chưa được 100 người chứng A-la-hán. Hiện tại thời kỳ này chưa được. Đó là phải kể những cái người như Ngài Hương Vân, Ngài Tiên Hóa và những cái ngày trước đây nữa. Thời kỳ này 1000 người tu mới có 1 người chứng quả. Là thời kỳ này với tụi con ghê gớm lắm. Cho nên á, tụi con thấy rồi bây giờ sao? Cho tới khi 10.000 năm nữa, bây giờ là bắt đầu kinh, nhiều chùa đã nói là không tụng kinh Lăng Nghiêm rồi. Nhiều chùa nói kinh Pháp Hoa là giả tạo rồi. Nhiều người nói Đức Quan Âm là không có rồi. Nhiều người nói kinh Di Lặc là ngụy tạo rồi. Nhiều người phỉ báng không có Phật Di Lặc, cho tới một ngày nào đó đó kinh điển bỏ hết. Vì mấy ông tà sư ở Việt Nam nói là không có Phật Di Lặc, nói không có kinh Địa Tạng, nói không có kinh Pháp Hoa, phỉ báng hết tất cả bộ kinh. Cho nên các bộ kinh đó, nếu mà không có những người mà có chánh kiến như sư phụ, học hỏi kinh điển rõ ràng để mà đem ra giảng, thì lần lần á, sư phụ qua đời rồi, rồi có những vị thầy không dám mạnh mạn để mà chỉnh đốn lại, thì lúc đó tất cả bộ kinh bị diệt hết. Còn cái gì? Từ đây tới 10.000 năm nữa, loài người từ 100 tuổi thì mình còn mất năm, loài người còn có 30 tuổi là chết. Loài người còn có 30 tuổi chết. 10 tuổi lấy vợ lấy chồng. Tụi con tin 10 tuổi lấy vợ chồng có chứ hồi xưa thầy không tin, bây giờ tin đó. Bây giờ có những đứa nhỏ ở Mỹ nó đầy đủ, cơ thể nó tăng trưởng sớm, nó bị coi những phim ảnh đồi trụy, và trường học dạy tụi nó những cái chuyện mà hồi xưa 20 tuổi chưa biết gì hết, thì nó biết sớm. Cho nên bây giờ tụi con thấy có những đứa nhỏ 10 tuổi, 11 tuổi nó mang thai, có không tụi con? Có. Đi tới vì thanh đẻ sớm, cho nên loài người thọ mạng sớm. Tới lúc còn có 10 tuổi lấy vợ lấy chồng là 30 tuổi chết. Lúc đó kinh điển gì hết, người ta chỉ còn biết chữ mô Phật thôi, cũng không biết Phật Thích Ca là gì hết. Bây giờ còn biết Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bây giờ còn kinh. Vài bữa kinh Lăng Nghiêm không còn, kinh Pháp Hoa không còn,
Kinh Địa Tạng không còn, tất cả bộ kinh không còn gì nữa, vì các tà sư ma dương nó xuất hiện, nó nói động, nó phá hủy hết. Và rốt cuộc rồi còn cái chữ mô Phật à. Từ cái mô Phật trải qua 9.000 năm tới không còn biết Phật là gì nữa. Thế chiến xảy ra, rồi người giết nhau, tàn phá hết. Lúc đó trên quả địa cầu này, khi tới cái thời kỳ đó, loài người có tới 30-40 tỷ người, chiến tranh xảy ra, tàn sát hết. Nó còn sót lại những người tu hành. Khi mà chiến tranh nguyên tử xảy ra giữa các nước, lúc đó trình độ loài người giỏi hết, nó tiêu diệt hết. Những người ở sống thành phố, như là những cái tiểu bang Cali, khi mà đánh nhau đó là nó ném bom vào Cali, hoặc là nó ném vào Alaska, nó ném vào Cali, nó ném những cái thành phố quan trọng. Và lúc cuộc người ta chết như rạ. Những người may mắn là ở trong rừng, trong núi, sống sót. Trái đất trở nên hoang sơ trải một thời gian rất là dài. Và loài người lúc đó đó, từ cái mấy chục tỷ người còn lại có vài trăm ngàn người trên quả địa cầu này. Cho nên quả địa cầu này từ từ không bị loài người tàn phá, và bắt đầu nó phục hồi lại, nó đi lại chức tăng. Và loài người bắt đầu ít được thương nhau, vì chết hết rồi cho nên người ta thương nhau, người ta không tranh giành lẫn nhau, mà người ta không ám hại nhau, người ta gặp ta quý, người ta sống đoàn kết, người ta không trộm cắp lẫn nhau, người ta chia cơm sẻ áo. Và vì cái phước đức đó họ không giết hại nữa, họ không trộm cắp, vì người quá ít mà mảnh đất quá rộng. Họ thương yêu và họ giữ giới, từ từ họ tăng, cứ 100 năm tăng tuổi, tăng rất lên 8 vạn 4.000 tuổi, tức là 84.000 tuổi. Rồi bắt đầu tăng tuổi, sau đó là quậy nha. Sướng quá là bắt đầu quậy, quậy riết cứ 150.000 tuổi, riết còn 80.000 tuổi thì Phật Di Lặc xuất hiện. Bắt đầu cho cái chu kỳ đó, để đi hết, Phật Di Lặc sẽ đi hết cái chu kỳ Phật Di Lặc và 7 vị Phật nữa, để đi hết cuộc đời còn lại, tuổi thọ của quả địa cầu này là 4,5 tỷ nữa. 4,5 tỷ năm nữa thì cả cái thế giới này hủy diệt hết, là kêu là kiếp không. Cho nên hiểu về Phật Pháp thì con thấy nó bao la lắm. Trong thời gian từ đây cho tới 4,5 tỷ năm nữa sẽ có thời kỳ bắt đầu của Đức Phật Di Lặc ra đời. Và lúc đó không còn ai biết kinh điển gì hết. Giờ này có nhiều chùa nói là đừng có tụng Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm chỉ dành cho tăng ni tụng. Có những chùa nói gì vậy không? Cư sĩ tụng không được, quá là tầm bậy, Phật đâu có nói cái đó. Cho nên á, cái này là quý vị phải nhớ, Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Và mỗi một cái hệ thống solar, thái dương hệ đều có một vị Phật. Mỗi một thái dương hệ nó trải qua thời kỳ thành, trụ, hoại, không. Và quả địa cầu này nó đi hết cái hai kiếp, là kiếp thành và kiếp trụ, sắp sửa đi qua kiếp hoại và kiếp diệt. Thành trụ kéo dài 4,5 tỷ năm, hoại diệt kéo dài 4,5 tỷ năm. Và cái chu kỳ Phật Thích Ca ở vào giai kỳ khốc liệt nhất. Ma Dương mặc áo cà sa đang tàn phá những kinh điển của Phật. Bao nhiêu công trình của Phật Tổ biên soạn, bao nhiêu công trình của Kumara Thập, bao nhiêu công trình của Tam Tạng Pháp Sư Đường Huyền Trang, bao nhiêu công trình của Hòa Thượng Chí Tịnh, bao nhiêu công trình của những vị lịch đại tổ sư đã bị những sư quốc danh công an trá hình tàn phá một cách khốc liệt. Tôi nói thẳng như vậy thôi. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mà Đức Phật nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cho nên người nào mà nói chỉ có ông Phật Thích Ca ông thành Phật thì người đó chắc, người đó chỉ nghĩ là chỉ có mình ông Phật Thích Ca là có Phật tánh hay sao? Phải không quý vị? Hiểu chưa? Rồi bây giờ tôi giải thích câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này có một nhóm Phật tử ở bên Úc Châu, đệ tử của tôi. Và thầy, chúng con là một nhóm Phật tử của sư phụ đang sống ở Sydney. Lâu lắm rồi không có dịp để đi dự pháp hội từ mùa đại dịch. Tụi con vào trong những trang web có nhiều tài liệu nói về cuộc đời ông Trách Cô Độc, được nhiều trang web dành danh tiếng của Phật giáo phóng trên mạng xã hội.
đều nói với công đức cúng dường tịnh xá kỳ viên cho Phật bằng cách trải vàng khắp 100 mẫu đất của Thái tử Kỳ Đà. Trong lúc tịnh xá Kỳ Đà đang xây sắp xong thì ngài Xá Lợi Phất nhìn lên trời và mỉm cười. Lúc đó ngài các cô đọc hỏi: chẳng hai tôn giả cười cái gì? Ngài Xá Lợi Phất nói: ông không có thiên nhãn, ông chưa chứng quả, ông không thấy. Ta nhìn thấy ở trên trời khi ông đang lót vàng mua cái miếng đất của Thái tử Kỳ Đà thì sáu cung trời từ Đấu Sức, từ Tứ Thiên Dương, từ Dạ Ma, từ Tha Hóa Tự Tại Hóa Lạc đều xuất hiện những cái cung điện dành cho ông. Bây giờ ngài các cô đọc với con không có chứng, ngài có thể cho con thấy không? Thì ngài Xá Lợi Phất cho ông các cô đọc mượn cái thiên nhãn, và ông nhìn thấy sáu cung trời đều có cung điện đẹp đẽ và có cái chữ cung điện dành cho trưởng giả các cô đọc khi thọ mạng của người hết. Ngài nói bây giờ con không có biết sáu cung trời này cung trời nào nên về. Thì Phật nói cung trời Tứ Thiên Dương, ông về đó thì ông chỉ làm những vị hộ pháp, ở đó không có Phật. Ông sẽ xuống cõi Ta Bà này, ông làm những vị hộ pháp. Nhưng mà thời kỳ này là thời kỳ Đức Phật Thích Ca, là thời kỳ thọ mạng ngắn ngủi. Ông xuống đây là ông sẽ nghe pháp của những vị pháp sư, mà mai đó ông hộ pháp cho những ngôi chùa chánh pháp thì ông còn nghe được chánh pháp. Ông hộ pháp cho những ngôi chùa mà họ thờ Phật nhưng mà họ là tà sư thì ông sẽ đi đọa lạc. Rồi hỏi cõi trời đau lợi sao? Bây giờ cõi trời đau lợi đó, thì cũng có Phật pháp. Vì Đức Phật khi còn tại thế, ngài lên cung trời Đau Lợi, ngài giảng kinh Địa Tạng, thỉnh thoảng có những vị Bồ Tát xuất hiện từ cõi trời Đấu Sức xuống. Nhưng mà cõi trời này còn vợ còn chồng, lên đó ông sẽ có 1000 bà vợ, thành ra ông sẽ dính vào cái đường ái dục. Bây giờ ở đây ông kết duyên có một bà vợ mà ông khổ cỡ này, mai mốt ông kết duyên tới 1000 bà thì đi ông sẽ khổ cỡ nào? Cho nên vậy là ông nói sao? Dạ cõi trời Dạ Ma sao? Dạ Ma cao hơn một chút nhưng vẫn có vợ có chồng. Vậy cõi nào không có vợ có chồng? Cõi trời Đấu Sức. Cõi đó có hai diện: Đấu Sức ngoại diện dành cho những người tu thiền, tự tu, cho những người ngoại đạo họ tu thanh tịnh không vợ không chồng thì họ sẽ về cõi trời ngoại diện này họ hưởng phước. Còn những người đệ tử Phật tu thiền định, đắc những quả vị sơ thiền, nhị thiền, hoặc là họ giữ giới thanh tịnh, họ đắc được những cái quả trở lên cõi trời 7 lần thì họ về cõi trời nội diện. Nơi đây có Bồ Tát Di Lặc giảng kinh hàng ngày. Rồi ngài nói vậy là con nên chọn cõi nào? Vậy trên cõi trời Đấu Sức có cõi trời nào? Có cõi trời Hóa Lạc. Cõi trời này đó thì do những vị tu thiền họ chưa chứng mà họ sinh họ chứng, cho nên họ tại sao kêu là Hóa Lạc? Họ có thần thông biến hóa và họ có thể biến hóa tất cả những ngũ dục để mà họ phục vụ họ. Họ thích một người vợ đẹp, họ biến ra con vợ đẹp. Họ thích một chiếc xe thiên xa, họ biến ra thiên xa. Họ muốn biến ra lâu đài cho nên họ hưởng phước quá nhiều, cho nên hết phước họ rớt. Rồi trên có cõi Hóa Lạc là có trời Tha Hóa Tự Tại, là dành cho những đệ tử Phật mà tu lạc trở thành thiên ma ba tầng, chưa chứng mà nói đã chứng, chưa chứng A-la-hán mà nói chứng, hoặc những vị tu mà ham thần thông. Những vị này sau này trở nên thiên ma ba tầng và đi phá Phật. Rốt cuộc ngài cấp cô độc, ngài nói con xin về cõi trời Đấu Sức, vì cõi trời đó không có vợ có chồng, cõi trời đó ở dưới Bồ Tát Di Lặc. Mà ngài vừa nói xong thì năm tòa lâu đài ở các cõi trời kia đều biến mất, còn lại duy nhất có một lâu đài của cõi trời Đấu Sức. Thì trở lại câu hỏi này, và con đọc được câu chuyện này thì tụi con có thắc mắc là ngài đã được lúc cách tỉnh xá vừa xong là ngài đã có sáu cung trời hiện ra rồi, tại sao khi mà lúc thọ mạng ngài hết thì đương nhiên chư thiên phải xuống rước ngài chứ, mà tại sao ngài trải qua một giai đoạn bệnh hoạn hành hạ ngài? Thời đó gọi là bệnh nan y, mà bây giờ kêu là bệnh ung thư.
mà ngài đau đớn quá, ngài chịu không nổi, mà ngài có một cái tánh không muốn làm phiền Phật. Mỗi lần vô tịnh xá đó, mỗi ngày ngài vô tịnh xá hai lần. Ngài vô tịnh xá hai lần buổi sáng là ngài coi cung cấp danh sách những tỳ kheo nào bệnh cần ăn cháo, và những tỳ kheo nào cần đi xa ngài chuẩn bị để mà đưa đồ ăn, những tỳ kheo nào mới đi hoằng pháp về ngài lo. Buổi trưa ngài vô đó một lần để lo buổi trưa, và buổi chiều ngài vô đó một lần để ngài cung cấp sữa cho những tỳ kheo bệnh gọi được dược thực. Mỗi ngày ngài vô mà ngài không dám hỏi đạo. Ngài được Đức Phật dạy đầu tiên á, là khi mà ngài đi hỏi vợ cho con ở nước Vương Xá. Ngài có cô độc ở thành Xá Vệ, ổng có cậu con trai duy nhất là công tử Sa La, cho nên ổng được người ta giới thiệu có một cái gia đình cũng là giàu sang ngang với ổng. Các cô độc giàu hồi đó chỉ là thua vua thôi, mà ổng cấp cô độc này đó, tại sao được danh từ là cấp cô độc? Ổng có cái danh hiệu là Tu Đạt, nhưng mà vì ổng có gì, ổng có mở viện dưỡng lão. Bất cứ người già nào ở Ấn Độ mà không có con cái nuôi, đem cho ổng nuôi. Ổng mở ra nhà thương thí, bất cứ những người bệnh nạn nào ở trong thời kỳ Phật đó, ở nước Sa Vệ mà bệnh, ổng vô đó ổng nuôi. Rồi bất cứ những người ăn mày nào mà không có gạo cơm đó, thì cứ đến ngay cái chỗ mà là dinh thự của ổng, ổng cho ăn. Cho nên ổng được người ta tặng ổng là ông cung cấp thực phẩm, thuốc men cho những người cô độc. Cái biệt hiệu đó là người ta tặng cho ổng. Tức là ông này ổng tu, trước khi gặp Phật ổng tu phước, và tới khi ổng đi cưới vợ cho con trai thì cái ngày đó là ổng qua ổng thăm Suy Gia. Ổng nghe nói là bên đây là có cái người giới thiệu là con gái đẹp, ổng muốn qua ổng coi mắt trước để về ổng hỏi cho thằng con. Thì lại chuẩn bị nói chuyện với Sư Gia thì ổng thấy bữa nay cái lễ gì mà anh Xui lại mà tổ chức gì mà cả ngàn người để mà làm ban nhà bếp để nấu ăn. Thì ổng nói tôi có cái lễ ngày mai cúng trai tăng cho Đức Phật. Thì ổng nói Phật là cái gì? Hồi xưa giờ ổng không có biết đạo Phật mà ổng theo đạo Bà La Môn. Nói Phật là con của vua Tịnh Phạn, là thái tử Tất Đạt Đa, từ bỏ ngôi vàng địa ngọc, vợ đẹp con sinh, vào rừng tu khổ hạnh 6 năm thiền định, và ngài tìm được con đường chấm dứt luân hồi sinh tử, cho nên kêu là Phật. Lần đầu tiên nghe nói tới đó thì cái duyên lành với ổng, ổng nói làm sao tôi là Phật đây, sao từ khi tôi nghe anh Xui nói tới cái ông Phật này tôi muốn gặp ổng quá. Thì ổng nói đừng có lo, ngày mai sáng này nè, 11 giờ tôi rước tăng đoàn của ngài đây nè, 1,000+ vị tăng lại đây rồi tha hồ mà hỏi. Cái ổng vô ổng ngủ mà ổng không ăn, ổng đi lùi đi tới, ổng không biết cái nhân duyên gì mà ổng làm sao phải gặp Phật đêm nay. Thì Phật ở trong cái khu rừng chuẩn bị để mà dự cái lễ trai tăng trong thành Vương Xá, do ông Xui Gia của cấp cô độc cúng dường. Phật biết ông này có căn lành, cho nên Phật á, hiện ra một cái dần hào quang chiếu từ cái chỗ cái rừng Phật ở, chiếu vô tới cái nhà của ông Xui Gia. Cho nên ông cấp cô độc ngủ không đủ, nhìn lại ngồi sao sáng quá vậy. Cái ông trưởng trời sáng là cũng vậy, là sáng rồi bây giờ mình đi kiếm Phật. Thì ông đi ra thì ông thấy tự nhiên có luồng ánh sáng, ông nhắm ông đi, ông đi mãi. Và Phật dùng cái ánh sáng hồ quang dẫn ông đi tới ngay cái chỗ rừng Phật ở. Và lần đầu tiên ông thấy Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hào quang sáng chói, tướng mạo trang nghiêm. Ông đảnh lễ Phật. Và khi lúc ông để lễ Phật xong rồi đó, thì Phật nói: này ông cấp cô độc, lý do nào mà ông đến tìm ta, mà đến nỗi sáng nay 11 giờ ta có cái hẹn lại gặp ông Sư Gia của ông mà ông không chờ? Ông nói không biết tại sao con nghe tới danh từ Phật, con nghe tới một con người ở địa vị là vua, là thái tử, mà từ bỏ để vào rừng ở 6 năm khổ hạnh mà chứng được quả Phật, con phục ngài cái chỗ là ngài từ bỏ ngai vàng địa ngọc cho nên con phục. Và con đến đây con muốn đảnh lễ cái con người hồi xưa tới giờ đó là người nghèo tu trở thành ra là một cái ông giáo chủ, chứ không ai mà ông vua mà tu trở thành cái người ở trong rừng, cho nên con kính ngài quá. Thì Phật nói: ông không phải chỉ là một đời này ông gặp ta, ông đã từng đệ tử ta 7 đời rồi nha. Cho nên á,
Ngài mới giảng cho một cái bài pháp. Các pháp do duyên mà có, hết duyên là diệt. Ngài nghe cái câu các pháp do duyên mà có, hết duyên là diệt, mà Ngài ngộ liền. Mà tại sao chúng ta nghe chúng ta không ngộ? Chẳng hạn như bây giờ tâm mình nó đang buồn khổ vì tình duyên không được tốt, thì bây giờ nó nghe sao? Các pháp do duyên mà có, do cái duyên đời trước con thề non hẹn biển mắc nợ với nhau, do duyên với xưa đợi gặp nhau. Mà khi trả xong nợ hết duyên thì sao? Hết, mà ngộ được chỗ đó thì có gì để buồn. Các pháp do duyên mà có, mà cũng hết duyên thì nó diệt. Ngay chỗ đó Ngài cấp câu độc, Ngài ngộ rồi. Ngài nói như vậy là những vợ con thê thiết, tài sản của con bây giờ chỉ thua có vua, tất cả do duyên con tạo trong nhiều đời mà có. Mà ngày nào con hết duyên là con mất hết, phải không? Phật nói đúng rồi các cô đọc. Nói xong ông lễ Phật giọng chứng ngay sơ quả tu đà hoàng. Cái người chứng sơ quả tu hoàng là cái người này bây giờ đó, biểu bỏ hết gia tài đi, cho mày 1 triệu lượng vàng, mày có bỏ Phật không? Không. Chẳng hạn như bây giờ ở trong này thầy nói là con tiền, thầy cho con 100 đồng biểu bỏ Phật được, tiền bỏ không? Không. Cho mẹ 1000 đồng biểu mày bỏ Phật chịu không? Không. Cho 10 ngàn bỏ Phật chịu không? Cho 100 ngàn, cho 1 triệu, suy nghĩ lại, tối cũng suy nghĩ, cho mày 10 triệu, cho tới 1 tỷ. Con tỷ là để vì mày vũa neo gần chết mà làm lại được kiếm 1 tỷ. Thôi giờ con bỏ Phật kiếp này, kiếp sau con làm lại. Thấy không? Thành chúng ta không chứng tu đạo hoàng. Người chứng tu đạo hoàng là cái người đó không bao giờ dùng tiền bạc có thể đổi được cái niềm tin đối với Phật pháp. Và ngay lúc ông chứng quả tu đạo hoàng, cho nên ông về ông dự cái lễ đó. Và chiều đó đó, trưa đó ông theo Phật và tăng đoàn đi vào trong đó để ông học cái tăng là cái gì. Thì ông thấy Đức Phật ôm bát, rồi cái Phật ôm bát đi vô đó thì ông nói: ủa anh xui, bây giờ mình cúng trai tăng là sao? Nó là bỏ đồ ăn. Ủa sao không có bỏ tiền hả? Nó không. Một vị tỳ kheo đệ tử Phật có cái giới thứ 10 là không được nhận tiền bạc. Vì nhận cái gì? Được quyền bỏ thuốc men, được quyền bỏ cơm áo, được quyền bỏ những thuốc men và đồ ăn thôi, chứ không được nhận. Ông nói vậy hả? Như vậy là mình chỉ được cúng thức ăn, y áo và thuốc men, chứ không được cúng tiền. Nó đúng rồi. Cho nên á, nếu ông cúng tiền là ông làm cho các vị tỳ kheo phá giới, là sai với cái quy định của Phật. Cho nên có cô đọc này nói vậy: bây giờ anh có thể nhường cái bữa cúng này cho tôi được không? Ông xui nói: trời ơi, tôi thỉnh mấy tháng trời tôi mới được thôi, giờ anh muốn thì anh chờ, anh học đi, anh học cách như thế này thôi. Rồi ông học, ông coi cúng như thế nào, dân như thế nào. Sau khi ông dự cái lễ đó thì ông quan nghĩ quá, ông đã chứng sơ quả tu đà hoàng rồi. Khi buổi từ giả Phật, thọ trai Phật thuyết trong bài pháp, cái ông quỳ xuống cho thỉnh Phật về, thỉnh Phật về cái nước Xá Vệ. Tại vì cái ông xuôi gia là ở cái nước kêu là Vương Xá, mà nước của ông là nước Xá Vệ. Ở nước Xá Vệ toàn là không có Phật pháp. Bây giờ con nếm được người Pháp về, con mời Phật về. Phật nói: bây giờ đó, muốn đưa ta về đó thì phải có một chỗ để giảng pháp. Ông hỏi cái chỗ để giảng như thế nào, thì Phật nói chỗ đó phải không xa thành phố và không có gần thành phố. Hỏi sao vậy? Gần thành phố quá thì nó ồn ào náo nhiệt, làm cho tỳ kheo động tâm chạy theo tài sắc danh lợi mà không tu. Còn xa thành phố quá thì sao? Dạ, thì đi khất thực quá xa cho nên không có tiện lợi. Ông kiếm biết cái đất nào mà nó không xa thành phố mà không gần thành phố. Rồi nơi đó là sao? Nó là từng có suối. Hỏi chi vậy? Để tỳ kheo khi đi khất thực xong, tỳ kheo về sẽ ăn cơm dưới dòng suối, uống nước dưới dòng suối, đỡ có cái chuyện mà nấu nướng nữa. Thì ông nói: bây giờ con không biết cất thế nào. Phật về Phật đòi hỏi cúng tịnh xá, Phật không có biểu cất tịnh xá, mà Phật chỉ yêu cầu kiếm một mảnh đất có cây. Tại vì tối tỳ kheo sẽ ngủ dưới gốc cây và hành thiền dưới gốc cây và giảng pháp dưới gốc cây. Phật không có đòi hỏi phải cất chùa cao cửa rộng. Mà bây giờ con giờ không biết làm sao, thôi bây giờ Ngài cho một vị đệ tử
đi theo con để mà chọn lô đất. Thì Phật quán sát, Phật thấy là Ngài Ca Diếp có duyên với ông Cấp Cô Độc, Phật cử Ngài Ca Diếp đi. Thì khi mà đi về, Ngài Cấp Cô Độc mời Ngài Ca Diếp đi về tới nước Xá Vệ. Về tới nước Xá Vệ rồi thì đi coi hết chỗ này chỗ khác. Ông Cấp Cô Độc ông nhiều đất đai đó, mà coi chỗ nào cũng không được hết. Chỗ thì nó gần thành phố quá, chỗ thì xa thành phố quá. Coi như vậy khoảng 3 tháng trời mới tìm được một mảnh đất, đó là vườn của Thái Tử Kỳ Đà. Cái miếng đất này nó được 100 mẫu, trong đó là rừng thông, có suối mát, có chim hót, có hoa thơm cỏ lạ, rất là đẹp. Mà nó lại không gần thành phố mà không xa thành phố. Cho nên ông mới đi kiếm Thái Tử Kỳ Đà. Ông nói tôi muốn mua miếng đất này. Thì Thái Tử Kỳ Đà này ông nói tôi là Thái Tử, tôi chuẩn bị lên ngôi vua, tôi có nghèo đâu mà phải bán miếng đất này. Miếng đất tôi để dành tôi đi săn bắn, lâu lâu mà tôi nỗi buồn tôi ra đây tôi săn bắn, tôi dẫn cung phi mỹ nữ ra đây đi săn làm cái thú tiêu khiển. Thì ông nói thật, ngày cần thú tiêu khiển uổng lắm, tôi muốn mua cái này cúng dường cho một vị Phật. Thì ông Thái Tử Kỳ Đà nói Phật là cái gì? Tại nước này không có Phật. Ông nói Phật là một thái tử bỏ ngôi vua địa ngọc, đi tu và tìm được con đường giải thoát. Bây giờ tôi muốn đem ổng về đây với đệ tử ổng để cho giúp cho dân Xá Vệ này cũng được giải thoát luân hồi sanh tử. Cái ông Thái Tử Kỳ Đà tôi không có bán. Cấp Cô Độc nói gì cho giá đi, giá nào tôi cũng mua. Ông Thái Tử Kỳ Đà nói thiệt không? Thiệt. Bây giờ tôi ra cái giá đó, miếng đất này 100 mẫu, mỗi một mẫu là 10.000 mét vuông, mà nhân lên cho 100 lần 1.000.000 mét vuông. Ông lấy vàng á, vàng y ông lót hết cái này tôi bán. Nói kiểu này nó thách đố vậy đó. Nói kiểu cho ông này không mua được ra cái giá, ai mà lấy mà vàng. Cái ông có Cô Độc nó được rồi, cảm ơn nha. Cái ông về thì ông Thái Tử Kỳ Đà ông cứ nghĩ mình nói kiểu này là thằng trai có Cô Độc nó dội rồi, làm sao miếng đất này hồi nó Thái Tử Kỳ Đà mua chưa tới 100 lượng vàng, bây giờ ra giá là phải trả vàng hết. 100 mẫu đất đâu có nhỏ đâu. Khi mà ông ra cái giá đó rồi đó, thì ông có Cô Độc về ông mới huy động hết kho vàng. Ông lấy kho thứ nhất ông trải được khoảng 1.000.000 mẫu. Ông lấy kho thứ hai ông trải được cái 1 mẫu nữa. Ông lấy cái kho vàng 99, ông trải được 99 mẫu đất. Còn lại một cái mẫu cuối cùng cây nó quá nhiều. Cái lúc đó đầy tớ và quân lính của Kỳ Đà mới lại nói dạ thưa Thái Tử, bộ ông bán cái giường đó rồi hả? Ta có bán đâu. Ông Cấp Cô Độc ông chở vàng ông rải gần hết rồi ông ra coi. Thái Tử Kỳ Đà quảng hồn mới đem lính lời hỏi của tôi nói tôi bán với tôi có ký giấy tờ cho ông đó. Hề ông là thái tử vua bất hí ngôn, bây giờ làm thái tử mà nói bán cho tôi có một số người chứng minh, nhất là ngài Tôn Giả Xá Lợi Phất này, ngài là một vị thánh tăng này chứng minh, bao nhiêu quần thần đều biết. Ông bây giờ ông nói hai lời làm sao ông trị vua được? Thì Thái Tử Kỳ Đà bị gài thế kẹt. Cái ông nói bây giờ sao, bây giờ tại sao ông rót được 99 mẫu rồi còn mẫu này suy nghĩ hả? Nếu hối hận tôi cho lấy về. Không phải, tôi thấy bây giờ tôi đã mua ông á, mà ông bắt lót hết bây giờ, nếu tôi chặt cây hết á thì người xưa họ rất là thanh tịnh. Ông sợ là làm sao tôi lót được những gốc cây, hay tôi chặt cây á, để tôi lót cho đúng á, thì nó mất cảnh đẹp. Mà tôi không có chặt cây thì làm sao tôi lót hết được. Thì tới cái Kỳ Đà nói ông này sao mà ông có tôn trọng ông Phật quá vậy. Hỏi ông Phật có 3 đầu 6 tay rồi mà ông thấy không, ông giống như mình thôi, ông thành Phật, ông có trí huệ thôi. Thì ông nói tôi cũng muốn biết ông Phật này, thôi bây giờ ông đừng suy nghĩ nữa. 99 mẫu đất ông rót vàng là còn lại một cái mẫu rừng cây đó đó ha, tôi cúng cây. Thì từ nay lập cái tịnh xá này là ông nhớ là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, tức là cái vườn cây là của ông Kỳ Đà, mà Cấp Cô Độc là cái đất. Chúng ta hùng với nhau để tôi muốn coi ông Phật thế nào. Và khi đó thì ông Cấp Cô Độc á, ông mua được miếng đất rồi, thì ông bắt đầu ông mới nói với ngài. Lúc mà ông bắt đầu ông mua rồi đó, thì lúc đó cái chuyện mà nãy thầy nói đó, mà từ Phật tử họ hỏi đó,
là ngày Xá Lợi Phất, ngày nhìn lên trời, ngày mỉm cười, thì lúc đó nãy người đệ tử họ hỏi cái chuyện này đó, đúng không? Là lúc đó là sáu cung trời hiện ra và ông Xá Lợi Phất cho ngài mượn thiên nhãn để ngài chọn cái cung trời đột xuất. Thì đúng là mới vừa xây cất đã chọn được, mà tại sao lúc chết chư thiên không xuống rước? Câu hỏi đây là lúc chết, lúc mà mới xây cất, chưa có một cúng dường mà liên tục trong cả trăm năm mà đã được sáu cung trời hiện ra, đủ phước về cung trời, tại sao lúc chết rồi phải bị lăn bị lộn đến nỗi Phật cầu cứu Phật con đau quá, con chịu không nổi, xin Phật lại cứu con. Phật có thiên vị, Phật mới cử ngài. Xá Lợi Phất là người có nhân duyên với ông Cấp Cô Độc xây dựng tịnh xá Kỳ Viên, và ngài A Nan là khai thị. Thì ý người Phật tử này họ hỏi tưởng Châu là tại sao đã được lên cõi trời rồi mà nguyên cái chiều dài nuôi tăng nuôi ni suốt mấy chục năm mà cái phước không cứu được, để bị ung thư mà lăn mà lộn như vậy hả? Thì quý vị biết ngài cứu bằng cách nào không? Thì khi là A Nan lại hỏi dạ thưa tôn giả Cấp Cô Độc, ngài đau không? Nó đau quá. Tôi hồi xưa á, tôi cũng thấy người ta chết, tôi nghĩ là đau sơ sơ. Bây giờ tôi ở hoàn cảnh này tôi đau quá rồi, Phật có cái thần thông nào giúp tôi không đau không? Thì lúc đó ngài Cấp Cô Độc á, ngài hỏi như vậy, thì ngài Xá Lợi Phất nói trong cuộc đời ông có bao nhiêu vật? Thì lúc đó ngài Cấp Cô Độc nói tôi có 10 ngàn. Sàng mà số kỷ lục 10 ngàn, để thực được rồi, có 10 ngàn gia nhân. Rồi trong 10 ngàn gia nhân đó, trong cuộc đời sống ông 80 năm nay đó, có người nào chết không? Bây giờ có chứ. Ông thấy gia nhân của ông chết ông đau không? Bây giờ cũng thương xót, rồi cho tụi nó tiền mua hồn cho thân nhân đó, tiền nuôi con nuôi cháu. Rồi trong cuộc đời vợ con bà con ông có đứa nào chết không? Dạ tôi có mấy đứa con bị chết. Thì tôi hỏi ông vậy đó, lúc mà thân nhân ông chết đó, gia nhân đệ tớ ông chết ông khổ nhiều hay là con ông chết ông khổ nhiều? Nói dạ tôi có mấy đứa con trai, nó chết hết còn con thằng Sala. Thì hỏi mỗi lần đứa con trai ông chết đó, ông đau khổ nhiều hay là gia nhân ông chết ông gia đau nhiều? Nói dạ đương nhiên gia nhân tôi chết tôi khổ một, con tôi chết khổ 10. Thì lúc đó ngày sau là phải hỏi cái do nào mà ông khổ vậy? Cũng chết, cũng là người thân của ông mà tại sao khổ thu nhiều? Ông nói tại vì con tôi là do cái máu mủ tôi tạo ra, còn cái công nhân đó là nó con cha mẹ người ta. Thì ngài nói cái đó nguyên nhân đó là một, vì ông đặt cái bản ngã của tôi. Thí dụ như bây giờ vợ con của người khác chết ông có đau không? Dạ không, tại vì vợ con của người ta, cho nên cái nguồn gốc của đau khổ là chấp ngã. Mà tại vì á, ông chỉ mới chứng sơ quả tu đạo hoàng, ông có cái tâm trong sạch, không có ai dùng tiền bạc để lung lay ông bỏ được cái niềm tin đối với Đức Phật. Nhưng mà nó chỉ có cái chánh kiến, nhưng mà về thân á là ông không ai mua chuộc, nhưng mà về cái tà kiến á, tức là cái tư hoạt của ông á, ông chưa suy nghĩ tới nơi tới chốn, cái khổ này do chấp ngã. Thì bây giờ ông khổ là tại sao? Ông thấy ông bỏ là một cái khối tài sản, ông bỏ lại số đầu đài, bỏ lại vợ con, cho nên ông chưa buông bỏ được, cho nên ông mới cố hơi thở nó sắp đứt và ông cố ráng ông thở để ông muốn sống. Vì ông tưởng cái thân này là thật, ông muốn kéo dài cho nên ông khổ, còn cái thân này là giả ông buông đi. Cái đau này từ đâu mà đến? Cái đau này có hai phần, một cái phần là do thể xác, phần cũng phải đau. Ngài một Kiều Liên cũng phải đau khi bị ngoại đạo đánh, nhưng mà người ta chỉ có một khổ thân mà không có khổ tâm. Cái khổ của ông này do cái khổ thân cộng với khổ tâm, cho nên ông chịu không nổi. Thì bây giờ ông nghe về pháp tôi, ông được quyền khổ thân nhưng không khổ tâm. Nghe cái chỗ này ngài Cấp Cô Độc đại ngộ, ngài nói trời ơi, hồi đó tới giờ con theo Phật mấy chục năm sau mấy ngày không giảm con cái này, phải giảm cái này thì nãy giờ con đâu có đau khổ. Con là liền vừa khổ thân và khổ tâm. Tâm bì tôi con đồng ý, cái khổ tâm nó khổ hơn khổ thân, thấy không? Cũng như giờ ông ngoại, bây giờ chiều ông ngoại ra thắp nhang ở ngoài chỗ mà đó, tôi nói ông
ông thắp cho cái thằng chồng của con tiền rồi mà ông còn thắp, ông nói thắp hết đi, tức là ông khôn đó. Bây giờ mấy cái như con ma này đó, bây giờ bữa ông chết ông cũng là nó đón ông với ai, tức là ông đối diện với cái chết ông không sợ, đúng không? Ông nói rất là ngon, ông nói cái đường này ai cũng qua, thì ông dám thắp nhang cho con ma. Bây giờ tôi chào bản bạn bè trước, bây giờ vài bữa cũng tôi đến mấy ông cũng sẽ thắp nhang lại cho tôi. Thì cái người này là thấy là coi chuyện thường chuyện sanh tử, mà coi thường chuyện sanh tử rồi thì lúc lâm chung sư phụ hộ vệ ông cái gì vậy? Ông chỉ có cái khổ thân thôi, nhưng mà khổ tâm không có. Rõ ràng ông có một cái bất sanh bất diệt. Năm ông 20 tuổi ông thấy gái đẹp ông cũng thấy đẹp, năm 40 tuổi ông thấy gái đẹp cũng đẹp, và bây giờ ông 70 tuổi thấy gái đẹp vẫn thấy đẹp như thường, nhưng mà tại hết siêu quách thôi. Thấy chưa? Cho nên cái thân nó già, nhưng mà cái tâm của ông không có già. Cái đó là bất sanh bất diệt. Cho nên ngày các cô đọc sau khi ngài biết được cái bài pháp, khổ là do chấp ngã, cùng là công nhân mình, vợ con nó chết mình không có khổ, mà vợ con mình chết mình khổ là tại mình đặt cái bản ngã của tôi. Cũng như bây giờ tụi con chạy một xe lấy xịt, mà chạy xe mượn á, cục đá nó có văng lên tụi con không có ui da, nhưng mà xe của tụi con mà nó cục đá nó văng lên bể kiến là ui da. Cái xe là vật vô tri, tại sao mình ui da? Mình đặt cái bản ngã của mình lên. Bởi vậy ông bà mình có câu là nhà giàu đứt tay làm sao? Ăn mày đổ ruột. Ăn mày đổ ruột vậy chứ nó không đau, mà nhà giàu đứt ngón tay đó là ui chạy đi đủ thứ chuyện hết, phải không? Ví dụ ở Mỹ này sao? Ở Việt Nam nuôi con gà có cần phải đi chích ngừa không? Hả Thuyết? Mà ở đây con gà có phải đi chích ngừa được. Rồi con gà ở Việt Nam có tắm bằng xà bông không? Con gà anh Thuyết có tắm xà bông. Thấy chưa? Thấy đó. Mà bây giờ hả? Mà con gà đó là mà bị chết cái là ở nhà quê rồi sao? Bỏ vô lò xếp hai. Mà con gà mà của con của ông Thí mà nó chết chắc là nó khóc mấy ngày rồi. Thì như vậy cái khổ thì đâu mà ra? Cái khổ là càng chấp là còn khổ. Cho nên khi mà ngài các cô đọc, ngài biết rằng con người có hai cái khổ. Đệ tử Phật chỉ có khổ thân mà không khổ tâm. Cho nên ông bớt khổ. Và ông nói tại sao những cái này không giảng cho con? Hồi xưa mà chuyên môn giảng con làm phước, bố thí cúng dường. Ngài Xá Lợi Phất nói ông ơi, từ khi ông cúng cái tịnh xá này, tôi cho cái thiên nhãn ông thấy cõi trời. Vì cái lỗi của tôi là dùng thần thông cho ông thấy ông có cái lâu đài ở trên cõi trời đấu sức, thì ông nghĩ rằng mình mới vừa lót cái vàng này mà mình được lên cõi trời, cho nên tôi hại ông đó. Chứ còn tôi không cho ông thấy thì ông cũng lo thân ông tu, cho nên ông nghĩ y là có cái lâu đài đó rồi. Ông nghe nói một ngày một đêm sống bằng 400 năm dưới này, lên đó có Bồ Tát Di Lặc giảng cho ông chắc chắn ông sẽ chứng A-la-hán. Cho nên ông á, nghe tôi nói là còn 7 lần chứng sơ quả Tư Đà Hoàn, ông nghĩ y. Cho nên Phật cấm thi triển thần thông là vậy đó, cấm thi triển thần thông. Cho nên ông thấy bây giờ cái hại không? Cho nên là vì ông thấy cái đó nên ông vô ông nghĩ là ông có cái lâu đài ở trên đấu sức, ông không tu nữa. Ông đâu có hỏi đâu. Rồi ông vô chỉ lo nữa là ông bữa nay là cần bao nhiêu phần ăn, rồi ông cho đệ tớ đem đồ ăn sức bát. Bữa nay có bao nhiêu tiền khám bệnh, ông lo chuyện đó, ông có hỏi pháp đâu. Hả? Ông không có hỏi pháp, chứ đâu phải là trách Phật không có giảng. Ông nói từ nay làm ơn nha, vô tu Bắc Quan Trai đó, ngài Xá Lợi Phất biểu dạy cho đệ tử cư sĩ tu để mở trí huệ, chứ đừng có tu phước không. Cái phước nó chỉ làm cho mình gieo hưởng, nhưng mà cái không có cứu được cái khổ tâm. Và khi ông biết như vậy rồi thì ông nói giờ làm sao cho con? Ngài nói giờ á, ông tập trung vào hơi thở, phải không? Tất cả cái đau á, cái đau về tâm là ông hết rồi, nhưng mà đau về thân ông tập trung vào hơi thở. Ông tìm hiểu cái đau này từ đâu mà đến. Cái đau này nếu mà nó từ cái thân mà đến á, thì khi thần thức ông xuất ra khỏi cái thân này nó còn đau không? Ông nói vậy là cái đau này không phải từ cái thân. Rồi ông nói ủa, vậy là cái đau từ cái tâm. Thì ông nói đau từ cái tâm ông thì ông còn trôi cái tâm ông được, phải không? Nghe nói tới đó ngày đại ngộ, và ngày đạt đến cái một cảnh giới cao hơn, từ Tu Đà Hoàn ngày lên Tư Đà Hàm. Và ngài không còn có những cái vọng tưởng bậy bạ, và ngài xả thân lên cõi trời đấu xuất. Vừa lên cõi trời đấu xuất xong thì tối hôm đó ngài bay xuống tịnh xá ngày đảnh lễ, và ngài nói cho Đức Phật và những cái vị thánh tăng nó biết là
cuộc đời tu hành đừng có tu phước không, mà nên phước huệ song tu, tức là phải mở trí huệ nữa. Tu phước có vật chất, nhưng mà khi đoạn cuối cuộc đời, rõ ràng là ngày Tất Cô Độc, cúng dường lót vàng cả trăm mẫu, mà lúc chết vẫn bị đau đớn sinh tử hoành hành, phải nhờ thánh tăng, là hai vị thánh tăng là ngài Xá Lợi Phất và ngài A Nan lại để mà khai thị. Để rồi ông mở được, lần đầu tiên là ông chỉ nhập được một phần Phật tánh, là ông bỏ được tài sản, trút hết gia tài, nhưng mà ông mới chứng được một phần. Cho khi ông chứng được hai phần thì bắt đầu ông có cái nhìn rõ ràng, nó kêu là tư hoạt. Tư hoạt tức là những cái tâm tư không còn nghĩ bậy nữa, kiến hoạt là thấy đúng. Không có ai mua chuộc mình bằng tiền bạc, coi tài sản rẻ lắm, nhưng mà cái tư hoạt là những cái suy tư chánh kiến. Mình có hai cái khổ, khổ thân và khổ tâm, mà rốt cuộc rồi thân tâm cũng lo chúng ta là Phật tánh vẫn rồi. Và từ đó ngài yêu cầu là phải, cho nên ngay cả thời Phật, một vị chứng tôn đà hoàng rồi mà còn phải cần hộ niệm, cần khai thị, thì đời này làm sao? Thì trở lại cái cuộc đời, tôi trả lời cái câu hỏi của Phật tử mà ở bên Úc hỏi rằng, trong lúc tịnh xá xây dựng sắp xong thì ngài Xá Lợi Phất dùng thiên nhãn thấy sáu cung trời dục giới được có cung điện dành cho ông Tất Cô Độc, và chính Phật xác nhận ông Tất Cô Độc đã chứng vào sơ quả tư đà hoàng. Nếu có luân hồi thì bảy lần sanh lên cõi trời sẽ chứng quả A La Hán. Nhưng tại sao lúc lâm chung phước đức của ông Tất Cô Độc không cứu được ông? Ông bị bệnh nan y và bị cơn bệnh hành hạ quá đau đớn. Ông phải cầu cứu Phật. Phật sai ngài Xá Lợi Phất và A Nan đến khai thị cho ông Tất Cô Độc. Ông mới biết rằng con người có hai cái đau là khổ thân và khổ tâm. Phật cũng có cái khổ thân, Phật cũng bị kiết lỵ, ngài Mục Kiền Liên cũng bị đội đạo đánh đau, và ngài A Na Lực bị những người mà bị giết 990 người ném đá, ngài vẫn đau, nhưng mà khổ tâm không có, vì cái ngài soi thấy thân này không thật thì không có khổ. Cho nên khi ấy thì người ta hỏi tại sao, Phật tử lại hỏi tại sao phải cần hộ niệm, rõ ràng là tại vì phước chỉ giúp mình giàu nhưng mà không có giúp mình làm chủ được cái cơn đau. Khi lúc lâm chung mình có hai cái khổ, người tu phước lúc lâm chung sẽ có hai cái khổ, và người tu huệ thì sẽ có một cái khổ. Cho nên mà quý vị ơi, đừng có tưởng là ông Cấp Cô Độc này ông chỉ là xây tịnh xá cho một đời Đức Phật thôi. Cái đoạn này ít ai giảng đó. Đoạn này tôi nói thêm này. Cái đoạn này là tôi hồi đó tôi học từ thời kỳ ở chùa Long Thiền và thường với thầy dạy. Thì lúc mà ông mỉm cười là thấy sáu cung trời. Rồi bữa đó đang cũng làm lót gần xong thì bắt đầu ông Cấp Cô Độc ông mới thấy. Ông nói mình cúng dường Phật mà mình có cung điện đẹp như vậy trên trời rồi, thì bây giờ nỡ nào mà Phật để cho chúng tăng ngồi dưới gốc cây. Cho nên ngài mới xin cho tôi kết một cái giảng đường, tại vì ngài thấy được cung trời mình trên đó, mình đệ tử mình vô cúng Phật, mình được ở những cái lâu đài đẹp như vậy, cung trời đốt sức do cái thiên nhãn của ngài Xá Lợi Phất, thì bây giờ không thể nào để Phật về đến tầm ngồi gốc cây năn nỉ với ngài Xá Lợi Phất cho con kết một cái tịnh xá. Ngài Xá Lợi Phất ngài nói để tôi nhập định, tôi về tôi trình với Phật. Và ngài ở tại cái vườn cây đó, ngài nhập định, ngài xả cái sức, cái tâm ngài gặp Phật. Và ngài nói bây giờ ông Cấp Cô Độc sau khi con dùng thần thông cho thấy sáu cung trời, ông chọn cái lâu đài đó, ông nói bây giờ mình được cái phước này, tại sao mình không có dồn lại những tài sản còn lại để mình cất cho tịnh xá. Thì Phật nó cất một cái tịnh xá làm cái giảng đường, chứ không phải cất cho tăng ni ở. Cái giảng đường đó chỉ dành cho tăng ni ngồi để Chư Lai thuyết pháp trong những lúc mưa gió, mà nhờ núp ở đó nghe pháp, chứ không được dùng đó để mà cư trú. Như vậy từ nay ta cấm, nghĩa là tất những cái gì mà chỉ dùng để giảng, cái tịnh xá đó có công đức là để cho tăng ni ở để mà nghe pháp, chứ không phải tất để mà vô đó hưởng thụ. Tất như vậy phải có cửa rộng thoáng khí, và cái cửa cái phải ghi về hướng đông. Khi Phật giảng như vậy thì bắt đầu ba về giọng bắt đầu cất.
Trong thời gian ông cất thì đào đất lên đó, thì ông thấy vừa đào vừa cất xong cái nền thì ông Tóc Cô Độc đó, ông nhìn thấy ngài Xá Lợi Phất rơi lệ. Cái ông nói ủa, bữa trước con mới lót vàng thì ngài cười, ngài nhìn lên, ngài nói con có 6 cung trời, 6 cái lâu đài, và ngài chỉ cho con chọn cái quả trời đốt sức, mà bây giờ con cất thiên tịnh xá, tại sao ngài rơi lệ? Ngài nói ông biết không, ông thấy cái ổ kiến không? Lý do Phật không cho ông cất tịnh xá là vì khi ông cất ông phải đổ đầu móng. Ông thấy cái ổ kiến này không? Cái ổ kiến lửa đó, nó đang rừng đó. Giống như khi mình làm, mình xây dựng chùa, mình có đào một cái ổ kiến không? Ông thấy cái ổ kiến này không? Nó dạ thấy. Cái ổ kiến này, cái đời mà Phật quá khứ Tỳ Bà Thiên ra đời đó, khi đó ông cũng là phát tâm cúng cái tịnh xá cho Đức quá khứ Tỳ Bà Thiên Phật, thì những con kiến này nó vẫn là thân kiến. Rồi tới khi đó Đức Phật quá khứ Tỳ Bà Thiên nhập diệt rồi đó, thì ông lên cõi trời, ông ở cho tới 7 lần rồi ông lại trở xuống lại, cho tới khi Đức Phật Thi Khí Phật xuất hiện, ông cũng tiếp tục cất tịnh xá cho Đức Thi Khí Phật, thì cái đám kiến này nó cũng tái sinh, nó cứ làm con kiến nữa. Và tới khi cái giáo pháp của Đức Phật Thiên Khí Phật nhập diệt hết rồi, ông cũng lên cõi trời, ông ở như vậy cho tới khi Đức Phật thứ ba xuất hiện ở qua địa cầu này là Kỳ Xá Phụ Phật. Ông cũng có quyền, ông lại trở xuống, ông cúng dường tịnh xá nữa. Và cũng cái bài kiến này nó cũng ở đây, nó tiếp tục cái kiến nữa. Và cho tới cái Đức Phật thứ tư là Câu Lưu Tôn Phật, ông cũng xuống đây, ông cúng dường xây dựng tịnh xá. Và cái bài kiến này nó vẫn là xuất hiện trong những khu giường của ông để mà nó làm ổ kiến. Và tới khi Phật Câu Lưu Tôn Phật nhận Niết Bàn, ông lên cõi trời, ông ở 7 đi kiếp, ông lại trở xuống đây. Câu Na Hàm Mẫu Ni Phật thứ 5, ông cũng là cúng giường tịnh xá. Và những con kiến này nó vẫn mang thân kiến. Cho tới đời Phật Ca Diếp xuất hiện, ông cũng xuống cõi này, ông phát nguyện xây dựng tịnh xá cho Phật Ca Diếp. Thì những con kiến này nó không được làm người, nó vẫn làm là con kiến. Và tới đời Phật Thích Ca bây giờ ông đang xây dựng cái tịnh xá, thì những con kiến này nó vẫn làm như vậy. Ngài mới thở, tại làm sao vậy? Bởi vì Phật mới nói Ngài Cấp Tô Độc và Ngài Xá Lợi Phất nói, một khi mất thân người rồi làm sao trở được thân người. Con kiến nó ở trong tịnh xá này chứ làm sao nó nghe được mùi pháp vị. Mà con kiến này nó ở đây đó, ông thấy không này? Mỗi lần ông cất thợ thuyền đạp chặt cây đốn rừng giết nó, cho nên cái oán hận của nó cứ theo nó báo ông. Mà mỗi lần nó báo ông như vậy đó là ông lại tạo cái nghiệp sát. Và cái nghiệp đó do cái phước của ông quá lớn, ông không có thể nào bị đọ để vào làm con kiến để trả. Mà đời nào ông do cái quân tập của ông là đời nào ông cũng có xây tịnh xá. Và cái phước này đời nào ông sanh đâu cũng làm giàu hết. Bảy vị Phật ông đều là triệu phú tỷ phú hết. Cho nên con kiến này nó theo. Thì bây giờ làm sao? Tại sao ngài không? Ngài nói ông ấy, thì được gần gũi Phật mà ông gì không có chứng quả được, tại vì ông còn cái nợ của hàng triệu con kiến này. Thì ông nói làm sao con không muốn trở lại cõi này nữa. Hỏi ngài, ông có muốn trở lại Phật Di Lặc nữa không? Thì ông phải làm sao để độ hết những con kiến này? Thì lúc đó ông Cấp Cô Độc ông mới phát nguyện thế này: tất cả tài sản của con còn lại, lúc ông còn khỏe, lúc ông cái tịnh xá chữa bệnh đó, là con nguyện hoài cái chuyện cúng dường cho tăng ni. Thì mỗi ngày con đều đem thực phẩm lúa gạo con để ổ kiến này, và con hồi hướng tất cả công đức mà con cúng dường này cho những con kiến này, và con nguyện đời sau nó sẽ được gặp Phật Di Lặc và nó sẽ được giải thoát như con. Thì lúc đó ngài Tóc Cô Độc nghe Đức Xá Lợi Phất giải như vậy, và ngài phát cái nguyện đó, và ngài cúng hết toàn bộ cái gia tài, ngài không giữ cái gì, và hồi hướng đến ngài cúng đến nỗi mà bữa đó ngài còn ở cuối đời ngài đó, là ngài không có đủ cháo để cúng hết. Thì
Thì lúc đó Ngài vô tới cuối cùng đó, còn một tháng trước khi bệnh đó, Ngài nói con cúng hết rồi. Nghĩa là con dặn con cháu của con là những cái gì của con ra đi cũng hết, con không có muốn giữ cái này, con không muốn trở lại cõi này nữa. Và con cũng không muốn mỗi lần con cứ xây dựng tịnh xá là con lại tạo ân quán với cái đám kiến này, nó cứ theo nó bám con, mà nó không có đủ phước để nó lên làm người, cho nên con dư phước, nhưng một ngày nó con hết phước con cũng sẽ chết, con sẽ làm cái kiến. Và lúc cuộc rồi đó, thì lúc đó đó Đức Phật mới nói với ông Cấp Cô Độc, ông nói ông bây giờ ông còn cái gì với già con? Bây giờ nó thật sự bây giờ con chỉ còn đủ cháo ăn có ba bữa nữa. Thân nhân bỏ con đi hết rồi, vợ con bỏ hết rồi, công tử Sa La thì nó chứng sơ quả tự đà hoàng nó cũng đã tịch diệt rồi, đầy tớ con nó giận con là con đem hết tài sản, bây giờ con chỉ còn có bát cháo được của con thôi. Thì Phật nói hồi xưa là ông cúng ta hàng triệu lượng vàng, lúc đó là tại vì kho ông có tới mấy tỷ lượng vàng, bây giờ ông còn có bát cháo này, ông cúng cho Như Lai đi, với cái tâm thanh tịnh phước đồng với cúng một cái một tỷ cây vàng. Cúng xong Phật mới chú nguyện, Phật ăn cái bát này, Phật ăn một muỗng thôi, rồi Phật mới hồi hướng, Phật để cái bát cháo rồi cho những cái con kiến. Và Phật nguyện sau khi ta nhập diệt, cái đàn kiến này do nó ăn cái bát cháo này, nó trở thành là những người đệ tử của ta trong đời mạt pháp, nó sẽ trở thành là những người cận sự nam cận sự nữ, để rồi nó không gặp ta, tại vì ta cũng đã lớn tuổi rồi, nhưng mà nó sẽ được gặp những đệ tử của ta, để rồi nó từ từ nó gieo cái duyên, nó không chứng quả ngay được gì, nó sanh vào đời mạt pháp, rốt cuộc rồi nó sẽ gặp Đức Phật Di Lặc trong pháp hội thứ nhất, thứ hai, thứ ba, và cái nhân duyên này chấm dứt cái quan trái. Bởi vì lý do đó mà Phật cấm mình xây chùa rồi đó, mình phá rừng đó, cũng như khi mình lên mình làm cái tịnh xá, Phật đánh tôn thắng trên đó, mình có giới kiến không con? Đó, cho nên những cái đó mình phải biết để mình hồi hướng. Tại vì một khi mà làm con kiến được không biết bao lâu nó mới được làm con người gì, nó cũng mở trí huệ đâu. Nó đẻ ra rồi á, nó chết hết làm cái kiến rồi, nó cái tha ổ nó ăn nuôi kiến thợ, kiến chúa rồi đó, rồi nó lại tái sinh vào làm hình thức vào những con kiến. Bảy vị Phật ra đời, Cấp Cô Độc làm bảy ông trưởng giả, xây dựng bảy cái tịnh xá cho bảy vị Phật, mà cái đàn kiến nó vẫn còn như vậy. Rồi Ngài mới nhìn lên, Ngài chỉ một con quạ đang đứng ở trên hót trên cành thông. Ngài nói đây, ông biết con quạ này là ai không? Nói dạ không. Con quạ này trong cái đời Đức Phật và Thiên xuất hiện, thì có một vị tỳ kheo nghe Đức Phật giảng đạo, và Đức Phật mới giảng về vô thường, khổ không nhân ngã, vợ chồng có thương yêu rồi chết cũng phải bỏ nhau, cho nên vị tỳ kheo đó mới phát nguyện xin xuất gia. Thì Phật hẹn ngày mai về nói vợ con rồi đi. Nhưng mà lúc cái thời đó giới pháp của Phật cũng vậy, Phật nói chỉ có cha, Phật quá khứ Tề Bà Thi cũng có cái giới luật, chỉ có cha mẹ mới cấm con, ngăn cản con không được đi tu. Vì Phật đặt cái địa vị cha mẹ ngang dưới Phật, còn vợ con không có quyền cản. Nhưng mà ông thì ông mà chuẩn bị xuất gia này, ông về đó ông gặp vợ con ổng, thì vợ thì cản không được, nhưng mà nó con ra con ôm cha con lại, con nói cha mà đi tu là con chết. Đứa con trai duy nhất là ôm chân, cho nên cái vị tỳ kheo này không có tu được, ông xa giới ra đời. Và vì cản trở một người đi tu, cho nên từ Phật quá khứ Tỳ Bà Thi khi trái đất mới thành lập tới bây giờ 4,5 tỷ năm, đứa con vẫn làm con quạ kinh khủng như vậy. Cho nên tụi con biết khi cản trở một người đi tu mà người đó có khả năng thành Phật đó, thì mình đọt không biết bao nhiêu kiếp mà kể. Cho nên cẩn thận trong cái vấn đề mà truyền giới đó. Cho nên tóm lại đó, câu hỏi của Phật tử Úc Châu là tại sao các cô độc làm phước? Làm phước thì được hưởng giàu sang phú quý. Ở đây có những người
Ở đây Las Vegas có những chủ sòng bài, họ cầm những con chip 10.000, 20.000 giống như một sen có không con? Có những tay tỷ phú nó vô sòng bài nó đánh hơi vài trăm ngàn có không con? Đúng vậy, nó do cái phước đời trước, nó dám thuê một cái phòng 20.000 cũng đi mới đây có không? Có những cái khách sạn 20.000 cũng đi mới Las Vegas này. Nhưng mà sao? Cái phước nó giàu, nó đi xe vài triệu, nó đeo đồng hồ vài trăm ngàn, nó xài điện thoại 80.000. Nhưng mà khi nó ung thư nó có đau không? Nó vẫn đau. Giàu thì nó hưởng dục thôi, nhưng mà đối diện sinh lão bệnh tử cũng vậy. Chỉ có người có trí huệ thì chỉ có cái đau về thân và không có cái đau về tâm. Và cái nguồn gốc của đau khổ là do chúng ta chấp ngã mà ra. Tóm lại, từ nay tụi con nghe các vị sư giảng, tụi con dùng trí huệ kiếm lại coi nói có đúng lời Phật không. Và tôi không khuyến khích quý vị làm phước, phước huệ song tu. Quý vị có hai củ khoai, tài sản có hai củ khoai, mà quý vị thấy thầy đói, thầy nói được bữa nay tôi đói quá, tôi cần ăn khoai để tôi giảm thời pháp, quý vị cúng cho thầy nửa củ khoai, công đức bằng cúng nửa gia tài. Một người kia có 1 triệu đô la, họ cúng thầy 1.000 đô la, họ cúng chưa bằng một cái người có 2 củ khoai cúng cho thầy 1 củ. Nhưng mà cúng cho ông sư để làm cái gì? Cúng cho ông sư đó, ông ngồi ông giảng pháp, ông mở trí huệ cho mình, ông độ sanh độ tử thì có phước. Còn cúng cho ông sư đó nhà lầu xe hơi điện thoại rồi những cái loại mắc tiền, nó chỉ hại ông thôi. Cho nên phước chỉ tạo ra vật chất nhưng mà không cứu được khi con người đối diện với sinh lão bệnh tử. Từ nay tà sư ngoại đạo xuất hiện trên cõi Nam Diêm Phù Đề để vậy, nó làm cho những cái người Phật tử chân chánh, tụi con có trình độ rồi thì tụi con biết những chùa nào tà tụi con không đến, nhưng những Phật tử sơ cơ thì làm sao? Bây giờ cái hiện tượng chùa Bát Nhã nó xảy ra buôn bán có xảy ra chưa? Có chưa? Thì những người Phật tử mà nồng cốt trong cái chùa đó họ chán rồi, họ không đến chùa đó nữa. Nhưng mà giờ những cái đài truyền hình, những cái cuộc mà đem lên để mà nhận định bình luận, nó sẽ giết hết Phật tánh của những người Phật tử sơ cơ. Và từ đó những thầy chân chánh sau này mà muốn cất chùa không ai khởi mấy ủng hộ nữa. Có những thầy chân chánh họ không cần ngôi chùa nhỏ để hoằng pháp thì không ai ủng hộ, cho nên cái tàn phá nó kinh khủng lắm. Và họ thấy cái áo vàng họ bắt đầu họ sợ, họ khinh tởm. Và ai thiệt hại? Chính là cái giáo pháp của Phật sẽ mau đi vào ngoại diệt. Một cái ngôi chùa Bát Nhã, những cái gì tăng đi chủ trì để bán đem cầm, nó làm tổn thương cho vài ngàn Phật tử là member trong ngôi chùa đó, nó làm động tới những hương linh đang thờ chùa đó là chuyện nhỏ, nhưng nó làm cho mất đi cái bồ đề tâm của hàng triệu Phật tử mà chưa hiểu đạo, cướp đi cái công đức của họ rất là lớn. Cho nên một lần nữa thầy chấn chỉnh tăng ni của thầy ở trong cái hệ thống này, khi tụi con ra hoằng pháp đừng có kêu gọi, đừng kêu gọi cúng dường, mà tụi con kêu gọi tùy hỷ, có tiền. Thí dụ bây giờ thấy một người đại thí chủ họ cúng dường cho sư phụ trải đá trắng dừa trong làng A Di Đà, tụi con nghèo không có, tụi con sao tùy hỷ tán thán. Tôi không có tiền nhưng mà tôi tán thán cái công đức là chị bỏ tiền để cho mấy bà già trong làng đi kinh hành niệm Phật, thì phước đức nó giống nhau. Hoặc thấy người làm con vui mừng theo, mà làm phước thì mình được phước, mà thấy người làm ác mà con vui mừng theo cũng tội y chang. Cho nên có những cách dạy đệ tử đừng có bao giờ. Đức Phật đã bỏ ngai vàng điện ngọc, Đức Phật đã từ bỏ tiền bạc, mà trong cái giới thứ 10 của Sa Di là Đức Phật dạy khi đi khất thực không được nhận tiền, không được nhận vàng, chỉ nhận thực phẩm. Cho nên Phật kêu là khất thực, Phật có kêu là khất vàng không? Có không? Cho nên tụi con là tăng ni làm ơn, muốn Phật pháp trụ dài lâu phải giảng cho đúng. Nhớ kỹ, người ta muốn cúng tự người ta phát tâm, không cúng không kêu gọi.
Và nhớ kỹ, định nghĩa thế nào là đủ, thế nào là thiếu. Như hồi trưa thì có ông Đức khi đi xe trên đường từ Phật Đảnh Tôn Thắng qua tới đây, có ông Đức có hỏi thầy định nghĩa thế nào là một cái phòng nhỏ và một cái phòng lớn. Ông Đức có hỏi đúng không? Thì tôi hỏi sao con hỏi vậy? Thì bây giờ thầy hỏi lại con, cái phòng nhỏ trong cái làng mình là bao nhiêu square feet? Thì hồi đó có đo mà, cái phòng nhỏ hình như là 210 mấy, và cái phòng lớn là 230 mấy, nó hơn nhau có khoảng 20 square feet thôi, hay 30 gì đó. Thì bây giờ sao? Hồi đó cái khách sạn nó xây mà nó để đủ tiêu chuẩn một cái khách sạn đó, một cái phòng single đó là phải ít nhất cái phòng đó cũng để được một cái giường ngủ ít nhất là 2 người, đúng không quý vị? Nó mới cho thuê, mới đủ tiêu chuẩn nha, chính phủ mới cho cái permit. Mà bây giờ đó, những người tăng ni của thầy mà ở trong cái làng Di Đà mà có một cái khách sạn, có máy lạnh, có máy hết, có nước nóng, nước lạnh mà còn chê không có đủ tiêu chuẩn để sống, thì cái người này có phải là đệ tử của Đức Phật không? Đức Phật ngủ gốc cây hay sao? Có ba y ôm bát xin ăn mà ngài ăn ngày một bữa, mà ngài nói là khi ta làm thái tử, đi trên những thất voi, bước trên những tấm thảm đỏ, nhưng mà ta bị người này giết, người kia giết, bây giờ ta vào rừng đi xin ăn của đàn na tín thí để gieo duyên, ngài ăn một bữa, mặc y phấn tạo, ngủ dưới gốc cây mà ta thấy vui hơn là thời gian ta ở trên cung vàng địa ngọc. Cho nên lấy cái tiêu chuẩn của Đức Phật, cái phòng nào mà nó hơn cái tiêu chuẩn của Đức Phật thời đại thế là cái phòng đó quá tiêu chuẩn rồi. Tôi nói vậy thôi. Đức Phật chỉ cho một cái bồ đoàn tọa cụ, mà cái bồ đoàn tọa cụ Đức Phật là một thước vuông, một thước vuông. Mà trong cái phòng của mình ở làng vậy như là Indo, có đủ để một cái bồ đoàn không? Đủ một thước vuông chưa? Và có đủ để một cái đơn 2 mét vuông là đủ tiêu chuẩn rồi. Cho nên những vị mà ở trong làng mà còn chê thì chết. Rồi tôi cũng qua ninh luôn những người Phật tử mà đến công quả Phật Đảnh Tôn Thắng. Có những người đến công quả mà họ biết tích phước, có những người đến công quả mà họ đốt phước. Thí dụ hồi chúng tôi về đó, chúng tôi xây dựng từ một cái mảnh đất cúng là đồng quan cỏ trái, chúng tôi phải kêu survey tốn 5-6 ngàn để định lại cái ranh giới, rồi chúng tôi phải vận chuyển, thầy tự mình vận chuyển cột sắt, hàng rào từ ở bên làng Di Đà Côn Đô còn dư, rồi bỏ ra hàng mấy chục ngàn để mua hàng rào, thuê máy đóng rào hết 10 mẫu đất làm tổng. Thời gian đó những người lên công quả không có nhà tẩu, không có nước tắm, không có điện, làm xong là để đồ dơ, ngủ trong những cái xe không có hết có điện, rồi đi ra ngoài tắm phải chạy ra ở ngoài cái phòng tắm công cộng cả tiếng đồng hồ. Mà như vậy chúng tôi sống cả tháng trời, chúng tôi vẫn thấy an vui. Rồi bây giờ có những người vào công quả nói sao mà cái này làm có một cái buồng tắm, rồi khi đi tắm phải cách ra. Bây giờ có 10 người công quả thì người tới trước tắm trước, mà trong đó có nước nóng, nước lạnh là quá tốt rồi mà còn chê nữa, thấy không? Cho nên những người đó giúp cuộc rồi đó, họ vô công quả mà họ chê, họ khen, họ không nghĩ tới những cái công sức của thầy trò chúng tôi, thì đừng nên công quả. Những người đó nên ở nhà để hưởng phước còn hơn vô đây để tạo tội. Vô đây bây giờ có điện, có nước, có hầm cầu sạch sẽ, có nhà tắm, có nước nóng, nước lạnh, rửa chén cũng có nước nóng, nước lạnh mà còn chê, thì vô đó công quả làm cái gì? Phải không quý vị? Trân trọng kính chào. Tối nay tôi chỉ trả lời 2 câu thôi, và nói rõ tu phước thì được giàu, nhưng mà nhà giàu bây giờ triệu phú bị ung thư có đau không? Hả? Triệu phú bị ung thư có đau không? Vẫn đau. Tổng thống được giàu, được đi ăn trên ngồi trước mà tổng thống bị ung thư có đau không?
quá đau. Thành ông Tóc Cô Độc cúng dường cho Phật đổi phước lên cõi trời, nhưng mà trước khi lên cõi trời thì phải xả thân người, mà xả thân người này thì phải qua giai đoạn là tứ đại phân ly. Đức Phật nói lúc chết đất nước gió lửa phân ly, đau như là con rùa mà chúng ta làm thịt mà nắm cái mù nó ra, đau như là một cái người bị bốn con ngựa cột bốn tay chân dài nhảy vô lửa lĩnh tứ mã phân thây, nó đau như vậy đó. Cho nên muốn hết đau thì chúng ta phải có cái đau về thân mà không đau về tâm, và càng buông bỏ bao nhiêu người đó càng ít đau bấy nhiêu. Trân trọng kính chào và hy vọng rằng hai câu hỏi này giải tỏa được quý vị. Nói một cái tiểu thế giới, một cái solar system, một cái thái dương hệ mà đã có bảy vị Phật ra đời, một cái chu kỳ thành trú ngoại diệt, kiếp thành kiếp trụ 4,5 tỷ năm có bảy vị Phật, và tới kiếp trụ này nè, kiếp trụ thành trú ngoại diệt khi Đức Phật Di Lặc ra đời là kiếp ngoại bắt đầu đến, sẽ có bảy vị Phật nữa ra, và khi đó thế giới này sẽ đi vào ngoại diệt. Mà ngoại diệt không có nghĩa là không có, chúng sanh ở cõi này sẽ di tản tới những thế giới khác, hằng hà sa số thế giới, tam thiên đại thiên thế giới, hằng tỷ tỷ những dải ngân hà. Cho nên có hằng tỷ tỷ chư Phật, mỗi chúng sanh đều có một Phật tánh, mỗi chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Cho nên Phật nói ta là Phật đã thành, và chúng sanh là Phật sẽ thành. Và tà sư hoài đạo đừng có dụ dỗ đệ tử cúng tiền cúng vàng, mà hãy dạy dỗ đệ tử dù là một người nghèo chỉ có hai củ khoai, mà dâng nửa củ khoai cho một vị tăng giảng pháp công đức bằng như người ta cúng nửa gia tài. Đó là những cái lời chánh kiến. Còn nếu mà dùng tài sản mà để thành Phật thì Đức Thích Ca Mâu Ni đâu có trần tục khổ hạnh, mà Ngài dùng cái tài sản đó để Ngài cúng dường bố thí, Ngài bỏ tất cả. Và Ngài bàn nó quẩn sau nghi ngộ đạo rồi sao quý vị? Đem gia tài đổ xuống sông. Hả? Ngài bàn nó quẩn sau nghi ngộ đạo rồi đem gia tài đổ xuống sông Dương Tử. Vì Ngài buông bỏ được ngay vàng, cái nhỏ nó bỏ được, vàng bạc bỏ được, thì lúc xả báo thân, cái này sẽ bỏ được, người đó sẽ tự tại sanh tử. Trân trọng kính chào. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi tạm biệt quý vị.